có Quang Hải, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ mạnh hơn Hà Nội FC rất nhiều. Tương lai của Quang Hải sau khi về nước sẽ như thế nào? Hà Nội FC là đội bóng già dơ, có thực lực, kể cả khi họ không có Quang Hải. Trong thời gian qua khi cầu thủ tiền vệ này tới Pháp, thì hàng loạt các siêu sao trong đội tuyển quốc gia như Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh, thủ môn Bùi Tuấn Dũng đã chám vào sức mạnh của Quang Hải, giúp cho đội bóng của thủ đô vẫn là thế lực lớn. Ngay cả những trận gần đây mất đi Văn Quyết do bị treo giò và Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương nặng thì kết quả họ duy trì trên bảng xếp hạng cũng không phải là tệ trong khi đó câu lạc bộ công an hà nội họ sở hữu dàn cầu thủ lớn là đoàn văn hậu hồ tấn tài vũ văn thanh bùi tiến dũng lê văn đô nhưng kết quả trên bảng xếp hạng v-league của họ sau 11 lượt đấu vẫn chỉ hơn hà nội một bậc xếp tại vị trí thứ hai và cách nhau hai điểm với thực trạng và khả năng này việc công an hà nội có thêm quang hải gia nhập thì với sự trở lại của văn quyết bùi tiến dũng sau khi hết án phạt khỏi chấn thương đội bóng của ngành công an khó có thể có lợi thế vượt trội hơn so với đội bóng của thủ đô hiện tại truyền thông đã đưa tin quang hải về nước đầu quân cho câu lạc bộ công an hà nội nhưng phong độ của Quang Hải như thế nào thì còn phải đánh giá thêm. Trước mắt chuyện Quang Hải được huấn luyện viên gọi về nước, hội quân cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam là thật. Dù vậy ông Chu cũng chưa đánh giá cao cầu thủ này, bởi vì phong độ đã xuống thấp. Quang Hải có lẽ nếu muốn lấy lại ánh hào quang đã mất thời gian dài qua, sẽ cần phải thể hiện bản lĩnh chắc chắn trong đợt tập luyện và thi đấu giao hữu cùng Syria, Hồng Kông, Trung Quốc tới đây.